Xin chào kênh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng kênh quay lại với kênh YouTube của Ambe Yêu Đẹp. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến kênh một cái sản phẩm đến từ nhãn hàng Lubinsky. Cái mẫu này thì có mã hàng là EZA20032 các anh nhé. Mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng, cái lòng gọi đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm là mất thời gian của các anh rất là nhiều nhé. Ngoài ra thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là EZA20032, các anh có thể xem được hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau, màu sắc cho cái sản phẩm này cũng như là thông số kỹ thuật chi tiết cho cái sản phẩm này ở trên website ambe.vn. Hôm nay em giới thiệu đến cho các anh cái hộp sản phẩm rất là đẹp và sang trọng, hộp hai lớp các anh nhá, rất là thích hợp làm quà tặng biểu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp trong các dịp lễ quan trọng luôn đó. Một cái sản phẩm cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp đó. Trên tay em là một chiếc gạt tàn, đây là một chiếc gạt tàn bốn điếu các anh nhá, bốn điếu, tuy nhiên thì là bốn điếu dành cho dòng mini các anh nhá, không phải là bốn điếu dành cho dòng lớn, mà đây là bốn điếu dành cho dòng mini các anh có thể quan sát. Cái rãnh nó nhỏ hơn khoảng một ngón tay như thế này. Đây là một trong những cái mẫu phụ kiện xì gà đầu tiên ở trên thị trường phục vụ cho dòng mini các anh nhá. Dòng mini là một cái dòng mà mới nổi hiện nay và rất là trend, bởi vì là thời gian hút ngắn và tiết kiệm cả tiền nữa, nên là rất là nhiều anh lựa chọn. Lựa chọn duy nhất không phải là tiết kiệm tiền, bởi vì nhiều anh chơi xì gà thì cũng có rất là nhiều tiền, nhưng mà lựa chọn trend ở đây đó là nó rút ngắn cái thời gian thưởng thức, bởi vì không phải là anh nào cũng có nhiều thời gian, không phải lúc nào cũng có nhiều thời gian để thưởng thức một điếu xì gà to. Chính vì vậy là xì gà mini lên ngôi là như vậy. Ở trên tay em là một chiếc gạt tàn sứ cao cấp đến từ nhãn hàng Lubinsky, rất đẹp và đẳng cấp các anh ơi. Đấy, cao ráo sang trọng, thiết kế ấn tượng, vuông vắn. Ở trên tay em là màu xanh, ngoài ra cái sản phẩm này còn màu đen, những cái họa tiết hoa văn cổ điển cách điệu như thế này, sứ màu xanh đẹp sang trọng, và chúng ta có phần viền, phần rãnh mạ vàng các anh nhá, đẹp lấp lánh sang trọng và đẳng cấp cũng như ấn tượng, nếu mà nhìn ở ngoài đời đẹp hơn ở trên clip rất là nhiều các anh ạ. Đó, đẹp lắm, cầm ở trên tay rất là chắc luôn, bởi vì là sứ cao cấp, cầm đầm chắc nhá. Đó, chúng ta có phần mặt lưng này, đó logo của Lubinsky chính diện này. Các thiết kế được cong vát như này rất là dễ vệ sinh, không có một vết gợn, vết cấn nào, chúng ta hoàn toàn có thể vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần thưởng thức, rất đẹp và ấn tượng như thế này. Bốn chiếc rãnh thoải mái cho bốn người chơi cùng lúc này, đẹp sang trọng và đẳng cấp lắm các anh ạ. Cái này thì mà dùng ví dụ như là dùng ở văn phòng làm việc, văn phòng nhỡ nhỡ xinh xinh rất là ấn tượng luôn, và không bị lố quá, không bị to quá nhiều, cái sản phẩm phụ kiện nó lớn quá nhìn nó cũng ngốp mất cái phòng của mình, bởi vì phòng của mình không quá lớn thì những cái sản phẩm như này rất là xinh đó và đẹp. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho kênh trên toàn quốc, hoặc kênh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là EZA30022, kênh có thể đặt mua luôn ở trên website để mà tiết kiệm thời gian, kênh cũng như là bảo mật thông tin. Kênh vui lòng gọi cho bên em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Đấy, xin cảm ơn các anh rất là nhiều, gọi để bảo mật thông tin các anh ạ.